Chiều 11 tháng 11 năm 2022, Bộ Công Thương đã gửi thông tin điều chỉnh giá xăng dầu đến các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu. Tại kỳ điều chỉnh lần thứ hai trong tháng 11 năm 2022, giá xăng tiếp tục tăng. Cụ thể, giá xăng RON92 là 22.771 đồng một lít, tăng 838 đồng một lít. Giá xăng RON95 là 23.867 đồng một lít, tăng 1.111 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel là 24.983 đồng một lít, giảm 87 đồng một lít. Giá dầu mazut là 14.760 đồng một kg, tăng 678 đồng một kg. Mức giá xăng dầu mới này sẽ áp dụng từ 15 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2022. Theo thông tin từ Liên Bộ Công Thương Tài chính, trong kỳ điều hành giá lần này, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu và chỉ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON92 và xăng RON95 là 200 đồng một lít. Trong những ngày vừa qua, tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ đã xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương. Ngay trước kỳ điều chỉnh giá ngày 11 tháng 11, tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ghi nhận người dân đi đổ xăng tăng đột biến. Vào lúc 17 giờ ngày 11 tháng 11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sẽ chủ trì cuộc họp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để bàn các giải pháp chỉ đạo và điều hành thị trường xăng dầu.